mạng hoang mang khi Stereo phản bác tin Triệu Lệ Dĩnh bị tắc mạch máu suy tim. Sáng ngày 17 tháng 7, cộng đồng mạng Hoa ngữ đã dậy sóng với thông tin Triệu Lệ Dĩnh vì bệnh tật mà phải tạm ngưng mọi công việc để nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe. Theo thông tin do Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ trong một bài phỏng vấn của mình trên tờ tạp chí Harper Bazaar, cơ thể của nữ diễn viên hiện đang rất yếu. Ngoài việc bị tắc nghẽn mạch máu sau đầu, trái tim của cô cũng đang bị suy kiệt, gan và xương cũng có dấu hiệu yếu dần vì làm việc quá sức. Chính vì vậy mà nữ diễn viên đã nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi để cơ thể phục hồi. Ngay sau đó, đoạn trích phỏng vấn về sức khỏe của Triệu Lệ Dĩnh đã được lan truyền mạnh mẽ trên các trang mạng, thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Nhiều trang tin và các blogger sau đó cũng đăng tải lại thông tin này. Đa phần mọi người đều tỏ ý xót xa cho Triệu Lệ Dĩnh khi phải làm việc quá vất vả và khuyên nhủ cô nên nghỉ ngơi. Tuy nhiên, vài tiếng sau đó, Triệu Lệ Dĩnh lại ra mặt để phản bác thông tin mình bị bệnh nặng. Thật tình cờ, hôm nay tôi dậy sớm thì thấy tin hot từ trên trời rơi xuống. Mệt mỏi, nghỉ ngơi không phải là chuyện bình thường sao? Sau đó tiếp tục bắt đầu thôi. Gần đây thật chán ghét những người có ý đồ xấu xa. Phía studio của Triệu Lệ Dĩnh sau đó cũng lên tiếng để phản bác thông tin cô bị tắc mạch máu và tim suy yếu. Họ tuyên bố thông tin Triệu Lệ Dĩnh mắc bệnh tim, tắc động mạch não chỉ là bịa đặt và đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nữ diễn viên. Ngoại trừ việc công khai cảnh cáo, studio của Triệu Lệ Dĩnh còn tuyên bố sẽ giữ quyền truy cứu luật pháp về vụ việc. Hành động của Triệu Lệ Dĩnh và studio đã khiến nhiều người hoang mang. Vì thông tin Triệu Lệ Dĩnh bị tắc mạch máu và có vấn đề về tim vốn do nữ diễn viên tiết lộ với tờ Harper Bazaar, và chỉ sau khi bài phỏng vấn được công khai thì công chúng mới biết đến tình trạng sức khỏe của Triệu Lệ Dĩnh. Chính vì vậy mà cư dân mạng đã thắc mắc, vậy giờ tôi biết tin ai đây? Thông tin đăng trên Harper Bazaar không phải do chính Triệu Lệ Dĩnh tự mình nói sao? Giờ cô ấy và studio của cô ấy lại nói đây là thông tin bịa đặt, rốt cục là Triệu Lệ Dĩnh nói thật hay nói dối đây? Sau đó nhiều fan của Triệu Lệ Dĩnh lại ra mặt để bảo vệ cho thần tượng và studio của cô. Triệu Lệ Dĩnh nói cô ấy bị tắc mạch máu sau đầu, nhưng nhiều blogger lại bảo cô ấy bị tắc mạch máu não. Tim Triệu Lệ Dĩnh đang yếu chứ không phải cô ấy mắc bệnh tim. Studio của Triệu Lệ Dĩnh chỉ phản bác việc các blogger nói quá về tình trạng sức khỏe của cô ấy mà thôi. Mọi người có cách giải thích nào khác về việc studio của Triệu Lệ Dĩnh phản bác thông tin bệnh tật không? We'll be right back.